Anh ơi, sao anh cày vàng nhanh thế? Anh làm video cách cày vàng DLS23 đi anh. Ok, xin chào em nhá. Thì hôm nay mình sẽ không những hướng dẫn cho các bạn cách cày vàng nhanh mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cày cực kỳ nhiều vàng, vô hạn vàng luôn các bạn. Chỉ sợ các bạn không có sức để cày thôi. Thì các bạn cùng theo dõi video để xem là cày vô hạn vàng của bản DLS23 này sẽ như thế nào. Bắt đầu nhá. Rồi, và cày vàng như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với các cách cày vàng trước nhá. Bởi vì các cách này nó đều liên quan trực tiếp đến cày vàng vô hạn của bản DLS23 này. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ vào đá về máy nhá. Đá ở phần carrier mat các bạn. Thì ở cái này chúng ta sẽ đá những trận mà chúng ta đá ở sân nhà. Chúng ta nằm ở bên tay trái. Còn nếu như chúng ta nằm bên tay phải như thế này thì chúng ta sẽ không đá nhá, đi vào bỏ trận. Đó. Và chúng ta nằm bên tay trái như thế này là chúng ta đá ở sân nhà. Thì lúc này chúng ta sẽ được thưởng thêm đó là home stadium bonus phần sân nhà. Và lưu ý một điều là trước khi các bạn cày vàng thì các bạn nên nâng sân để được thưởng nhiều vàng hơn nhá. Mình cày vàng thì thường mình không nâng sân nên là mình thường bỏ trống. Rất ít khi mình nâng sân các bạn. Các bạn nào mà theo dõi mình thì chắc chắn là các bạn đều biết. Đó, thì chúng ta sẽ vào đá. Và mình cũng qua nhanh thôi. Đá những trận bronze cup như thế này thì chúng ta sẽ được thưởng nhiều vàng hơn nhá. Đó. Gold score là chúng ta sẽ được nhân 2. Win max thì chúng ta được 21 vàng. Nếu như mà chúng ta đá Academy, bình thường là chúng ta sẽ chỉ được 15 vàng thôi. Đó, còn home stadium bonus thì mình không nâng sân nên là chỉ có 10 vàng. Bạn nào mà nâng max sân thì sẽ được 52 vàng ở chỗ này nhá. Và sau đó là chúng ta nhấn vào xem quảng cáo để nhân đôi số vàng. Đó. Các bạn đã ở các giải như là Global Challenge Cup hay là Bronze Cup thì sẽ được nhiều vàng hơn là Academy như thế này. Hay là các bạn mà nâng độ khó lên, ví dụ như đá ở giải Legendary thì máy đá cũng khó hơn nhưng mà thưởng cũng sẽ cao hơn nhá. Cái đấy thì là tùy các bạn. Và tiếp theo đó là cách cày vàng, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn rồi, đó là phần scenario, phần thử thách. Cái này bạn nào mà đá thua thì các bạn có thể thoát ra nhiệm, mình cũng đã hướng dẫn các bạn ở một video trước rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể xem ở link trên này nhá, mình sẽ để ở đó. Thì chưa hết 90 phút thì các bạn cứ thoát ra nhiệm ra và đi ra làm lại cũng sẽ kiếm được một chút vàng ở đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ cày vàng ở phần đó là đá online các bạn nhá. Đá online thì chúng ta sẽ đá cày vàng thì chúng ta cày ở size 19 hoặc size 20. Thì đa phần các đối thủ ở đây đều là đối thủ yếu và rất ít khi đá các bạn. Nếu mà các bạn có kỹ năng một chút thì chúng ta sẽ kiếm vàng ở đây sẽ rất là nhàn. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau vào trận nhá. Cả một hai trận. Thường thì các đối thủ ở đây thắt rất là nhanh. Thường là không đá. Thỉnh thoảng mới gặp một vài bạn đá thôi. Sufati đã việt vị rồi. Đó. Đấy các bạn ơi. Và đội bạn đã thoát rồi. Đó là chúng ta rất là nhanh chóng đã kiếm được một ít vàng để xem quảng cáo đây rồi. Phần này nếu như mà các bạn nâng sân và đá sân nhà thì cũng sẽ được nhiều vàng hơn nhá. Ở đây chúng ta đang phải xây stadium bonus và chúng ta đã sân khách. Đội bạn cũng chưa nâng sân nên là chỉ có 5 vàng thôi. Đội bạn mà cũng nâng mắc sân rồi thì cái phần stadium bonus này sẽ được rất là nhiều đấy. Cách tiếp theo là chúng ta kiếm vàng ở phần đá event các bạn nhé. Hiện tại thì chúng ta đang chuẩn bị có một cái event đá chọn đội đây các bạn. Đây là event World Cup các bạn nhé. Thì ở event này chúng ta đã thắng 9 trận, chúng ta sẽ được 750 vàng. Thêm 100 là 850, 25 nữa là 875 vàng. Chúng ta xem quảng cáo nữa thì đâu đó cũng được khoảng hơn 1.000 vàng, cũng khá là nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được thêm cả thẻ Argent Legendary, hai cái thẻ tech xanh và một cái thẻ fix xanh. Chúng ta cũng được rất nhiều vàng và nhiều phần thưởng từ cái event này. Thì các bạn nên tận dụng cả những cái event nếu như mà các bạn có kỹ năng đá tốt các bạn nhé. Và cách cày vàng tiếp theo cũng là cách cày vàng vô hạn để chúng ta cày cực kỳ nhiều vàng. Đó chính là phần challenge. Thì phần này là phần nhiệm vụ hàng ngày thử thách cho chúng ta. Ví dụ như là hoàn thành 2 trận đá online này được 40 vàng. Hoàn thành 3 trận, à thắng 3 trận đá online thì chúng ta sẽ được 90 vàng. Đó cũng khá là nhiều. Và ghi bàn từ một quả volley được thêm 20 vàng nữa. Và hoàn thành tất cả các nội dung trên thì chúng ta có thêm 8 kim cương. Thì cái nào các bạn mà không làm được thì các bạn cứ bỏ qua. Bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vô hạn mà. Nên là các bạn cũng đừng tiếc. Thì các cách trên là cách cày vàng rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ kết hợp để làm thêm cái nhiệm vụ hàng ngày này nữa. Thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều vàng. Và cứ hết chúng ta lại tiếp tục làm. Đó, thì đó là cách mà mình đang hướng dẫn cho các bạn để cày vàng vô hạn cực kỳ nhiều vàng luôn nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào mình hoàn thành cái thử thách này, đó là đá online thắng 3 trận
và hoàn thành 2 trận. Mình cũng qua nhanh thôi các bạn nhá. Trận đấu bắt đầu. Frankie De Jong, Lewandowski. Các đối thủ ở trên tay 19-20 này thường thì sẽ thoát rất là nhanh. Đó, bàn thắng của chúng ta đến từ rất là sớm với phút thứ 5. Pedri đang mở tỷ số của trận đấu. Rồi, đó, vừa nói xong thì đội bạn đã thoát rồi. Và chúng ta lại có thể tiếp tục xem quảng cáo. Đó, và kết hợp với đó là nhiệm vụ hàng ngày. Chúng ta đã hoàn thành 2 trận đá online. Và chúng ta đã có thể nhận thêm được 4 người vàng nữa rồi. Nhưng mà mình sẽ ra đá thêm một trận nữa để hoàn thành mục tiêu đó là thắng 3 trận để nhận thêm vàng nhá. Trận đấu bắt đầu. Và mình cũng quá nhanh thôi. Ở trận này thì đến phút 63 mình đã thắng 4-0 và đội bạn cũng đã thoát ra đây rồi. Chúng ta tiếp tục xem quảng cáo. Đó rất là nhanh. Có 50 vàng. Và bây giờ chúng ta đi ra nhận vàng và phần nhiệm vụ hàng ngày. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhận thôi. 140 vàng. Đó, ok. Còn cái score vô lê 1 gôn ghi bàn từ một quả vô lê kia, chúng ta không hoàn thành thì chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ làm cái khác. Bởi vì mình đang hướng dẫn cho các bạn cách cày vàng vô hạn từ cái phần này, nên là các bạn đừng cứ tiếc những cái này nhá. Và để cày vàng vô hạn từ cái challenge thử thách nhiệm vụ hàng ngày này như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ thoát ra nhiệm. Chúng ta tắt đi. Và chúng ta sẽ xóa dữ liệu của DLS23 này nhá. Đó, chúng ta vào phần thông tin ứng dụng. Hoặc là vào chữ Y đây các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống phần lưu trữ. Và chúng ta nhấn xóa dữ liệu. Và bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta tắt đi. Và vào lại game nhé. Để game lại thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lại tuổi. Và các bạn nhớ chọn 18 cộng. Đó, ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào lại phần nhiệm vụ hàng ngày. Các bạn đã thấy vi diệu chưa? Cái phần thử thách nhiệm vụ hàng ngày này của chúng ta đã được reset mới hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta đã có thể tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày này rồi. Và các bạn lại tiếp tục đọc xem các nhiệm vụ này là gì. Ví dụ như là win 1 career match, thắng 1 trận đá với máy này các bạn. Quá là dễ dàng rồi, được 15 vàng. Score 1 goal with a defender. Thì cái này là hậu vệ ghi 1 bàn. Cũng không có gì khó khăn. Và win 1 trận bằng sơ đồ 4-5-1. Đó, thì bây giờ các bạn lại đi ra để chỉnh theo nội dung này và bắt đầu làm nhiệm vụ. Win 1 career match đây, đây là các bạn đá ở trên này. Đó, các bạn vào trận và đá như bình thường và đã thắng là được. Và nhớ là chọn sân nhà để đá các bạn nhé. Như thế này thì các bạn cứ thoát trận ra và chọn sân nhà để đá. Và thứ hai nữa là chúng ta đá sơ đồ 4-5-1 theo yêu cầu của nhiệm vụ. Đó, bây giờ chúng ta sân nhà rồi, chúng ta bắt đầu vào trận. Và mình cũng qua nhanh thôi. Thắng trận thì mình đã thắng 10-0 và chúng ta được 48 vàng. Chúng ta tiếp tục nhấn vào xem quảng cáo và được nhân 2 số vàng. Đó, chúng ta vừa cày vàng vừa kết hợp với làm nhiệm vụ. Và chúng ta đã có thể nhận vàng đây rồi. 10 vàng, 15 vàng và 45 vàng. Rất là nhanh. Và vừa nãy mình quên mất là hậu vệ ghi 1 bàn. Thì không sao, quên thì chúng ta lại bỏ qua. Chúng ta lại tiếp tục xóa dữ liệu của game. Và chúng ta lại vào lại game, chọn lại tuổi. Đó. Và cái phần nhiệm vụ hàng ngày sẽ lại được reset như lúc nãy. Chúng ta vào nhiệm vụ hàng ngày. Đó. Thì bây giờ phần nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta đã được reset hoàn toàn. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn cứ vừa cày vàng vừa làm nhiệm vụ này sẽ được cực kỳ nhiều vàng luôn các bạn nhé. Cày vàng vô hạn luôn. Đúng là chỉ sợ các bạn không có sức để mà cày thôi. Nhưng mà cày vàng như thế này sẽ cực kỳ nhanh. Ví dụ như ở nhiệm vụ lần này, chúng ta hoàn thành 2 trận career match. Thắng cũng được mà thua cũng được. Keep 2 clean sheet with a Christensen. Đó là để Christensen đá ở trong trận đấu và giữ sạch lưới các bạn. Và score 1 penalty goal, ghi bàn 1 quả từ penalty. Các bạn cứ đọc ở đây và làm thôi, rất là đơn giản. Và đó là các cách cày vàng. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cày vàng vô hạn ở bản DLS23 này. Chúc cho tất cả các bạn sẽ kiếm được thật nhiều vàng và mua được những cầu thủ mình yêu thích, xây dựng được câu lạc bộ mình ưng ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.